Xin chào quý vị và các bạn. Đã bước vào thời kỳ chính đông cho nên miền Bắc thường xuyên chịu ảnh hưởng của các đợt lạnh tăng cường khiến cho trời rét khô, rồi sau đó lại suy yếu làm cho trời lạnh ẩm. Hôm nay và hai ngày tới cũng vậy. Chi phối thời tiết miền Bắc hiện giờ là khối không khí lạnh suy yếu và lệch về phía đông, thúc đẩy trường gió đông, đông nam dầu ẩm tại các tỉnh thành phía đông Bắc Bộ. Do vậy mà thời điểm về đêm và sáng, mưa nhỏ có khả năng xảy ra ở một vài nơi và độ ẩm tăng cao trên 80%. Đồng thời hiện tượng sương mù sẽ xuất hiện nhiều trên khu vực, đặc biệt là tại các vùng tiếp giáp với biển và đồng bằng của Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Sương mù khiến cho tầm nhìn bị giảm thấp và gây trở ngại cho các hoạt động giao thông. Độ ẩm tăng và nhiệt độ cũng tăng, đêm nay và sáng mai, nhiệt độ thấp nhất tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ lên khoảng từ 15 cho đến 18 độ. Trưa chiều mai trời vẫn nhiều mây nhưng nhiệt độ tiếp tục nhích lên, dao động trong khoảng từ 21 cho đến 24 độ, trời ấm dần. Riêng các tỉnh thành phía Tây Bắc Bộ thì trời ấm hơn hẳn. Tại đây trời vẫn ít mưa, ban ngày có nắng, cho nên đường xá khô ráo, tầm nhìn tốt và thuận lợi cho lưu thông. Nhiệt độ trưa chiều tại đây cao hơn các tỉnh thuộc phía Đông từ 1 cho đến 2 độ. Trạng thái ấm dần sẽ chỉ diễn ra tạm thời trong 2 ngày tới, vì khoảng từ ngày 30 khả năng khối không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại và gây mưa tại các tỉnh Đông Bắc Bộ. Sau đó, sang những ngày đầu tháng 12, trời sẽ lặp lại trạng thái rét cả ngày. Trong khi đó, tại miền Trung, gió đông bắc tầng thấp và nhiễu động gió đông ở trên cao vẫn còn duy trì nhưng với cường độ yếu đi. Đêm nay và ngày mai, nó chỉ đủ sức gây mưa cho các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho đến Phú Yên. Một số nơi có lượng mưa vừa, tập trung tại Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Sau đó đến trưa chiều mưa giảm dần, chỉ còn là những cơn mưa nhỏ dưới 10mm. Mưa giảm cho nên nhiệt độ cũng ấm dần tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh, trời rét về đêm và sáng. Trưa chiều có nắng yếu với nhiệt độ tăng lên trong khoảng từ 23 đến 24 độ. Trung Trung Bộ từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi có tiết trời se se lạnh trong buổi sớm, đến khoảng trưa chiều nhiệt độ cũng tăng nhẹ hơn ngày hôm nay, dao động từ 24 cho đến 27 độ. Trong khi đó, phần còn lại từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận, trời nắng ráo và ít mưa cho nên nhiệt độ cao hơn hẳn, dao động trong khoảng từ 27 cho đến 31 độ. Riêng Ninh Thuận và Bình Thuận nhiệt độ có thể cao hơn từ 1 đến 2 độ. Các tỉnh thành thuộc vùng cao Tây Nguyên thì mưa rào cũng chỉ xảy ra ở một vài nơi về đêm và sáng. Lúc này trời se lạnh với nhiệt độ giảm về khoảng từ 18 cho đến 21 độ. Vào trưa chiều trời có nắng và nhiệt độ tăng nhanh lên ngưỡng từ 28 cho đến 30 độ, tiết trời ấm áp hơn. Còn tại các tỉnh thành thuộc Nam Bộ, mây vẫn nhiều trong buổi sớm, nhưng mưa phân bố không đều, chủ yếu chỉ xảy ra cục bộ ở một vài nơi. Trưa chiều mây giảm, trời đôi lúc có nắng và nhiệt độ tăng lên trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Lưu ý với các tỉnh miền Tây của Nam Bộ, do ảnh hưởng của rìa Bắc, rãnh áp thấp xích đạo đang có xu hướng nâng trục, cho nên mưa dông tăng lên dưới diện rải rác trong khoảng chiều tối mai. Trong cơn dông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh, đặc biệt là tại những vùng tiếp giáp biển như là Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có cả quần đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai, gió đông bắc trên khu vực giảm dần ở mức cấp 5, riêng phía đông bắc có lúc mạnh lên cấp 6. Còn khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa thì gió chỉ ở mức trung bình cấp 4 cho đến cấp 5, nhưng các tàu thuyền vẫn cần đề phòng với những cơn mưa rào và dông rải rác. Như vậy là ngày mai thời tiết miền Bắc ấm lên nhưng cũng ẩm hơn, Trung Bộ giảm mưa dần trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì tiết trời nắng ráo. Bản tin thời tiết tổng hợp tối nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại!